Thank you.
Em xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ với các anh chị và các bạn là em sẽ trồng cái bụi kiều vuông này. Kiều vuông này vào chậu đất nung nha các anh chị. Giá thể thì nãy giờ em có chuẩn bị là than, với lại em chọn một ít gỗ nhãn mà em chẻ ra như thế này các anh chị. Đó, em chẻ ra nãy giờ đó. Ở đây em có được hai bụi thủy tiên vuông này các anh chị. Thủy tiên vuông người ta còn gọi là kiều vuông. Em có cái bụi này thì nó được hai cái mầm tơ mới lên và được hai cái thân tơ chưa ra hoa nữa các anh chị. Thân tơ chưa ra hoa, còn như đây là toàn là thân già không. Đó. Còn cái bụi này, còn bụi này thì chỉ thân già là thì đa số chỉ có một cái mầm tơ các anh chị, chỉ có một cái mầm tơ này thôi. Đó, có một mầm tơ. Còn cái thân này á, thì hình như thân tơ nhưng mà nó bị gãy cái đầu của anh chị. Ở đây nó còn một cái mắt ngủ nè, không biết có thể ra hoa được hay không nữa. Cái loại kiều vuông này người ta còn gọi là thủy tiên cánh trắng các anh chị. Đó. Rồi ở đây em sẽ tiến hành em ghép vào chậu chậu đất nung này nha các anh chị. Đó, thế giá thể em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái việc ghép vô là xong. Đó. Hai bộ này em cho hết vào, em ghép hết vào cái chậu này luôn nha các anh chị. Đó, nguyên tắc ghép lan cơ bản thì lúc nào mình cũng cho nó nằm ở trên mặt như thế này các anh chị. Đó, cho nằm trên mặt như thế này, chứ không có được lắp góc nha các anh chị. Cái chất liệu bột thì em cũng đã giới thiệu nhiều rồi, em sẽ không có giới thiệu lại. Em chỉ dùng cái dây rút này thôi, đơn giản và hiệu quả nha các anh chị. Đó, thì tôi cố định cái thân này vô đây luôn. Đó, một bụi nha các anh chị. Đó, còn một bụi thứ hai em sẽ ghép vào đây luôn. Đây. Còn những cái thân già này mình sẽ cố định cho nó nằm bên đây nha các anh chị. Đó.
rất nhanh mau gọn lẹ. Thân này nó bị gãy rồi, bẻ nó ra luôn các anh chị. Đó. Cái thân này nó bị gãy mà nó bị chết cái phần hư cái phần gốc này rồi nên bẻ nó ra luôn cho nó trống cái chậu bớt. Đó. Mình sửa cái phần gốc là có cố định thật chặt, thật chặt, thật im, thật chắc nha các anh chị, không được lung lay. Đó. Không anh chị, rất là chắc chắn. Đây là em trồng thủy tiên vuông này là em trồng theo cách của em hay các anh chị. Còn nếu các anh chị nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ cho em biết. Còn rồi các anh chị, sau thời gian em đã trồng xong cái hai cái bụi kiều vuông này là thủy tiên cánh trắng các anh chị. Đó. Đó, em trồng hai cái bụi này xong vào chậu rồi các anh chị. Rất là chắc chắn, không có bị lung lay gì hết. Khi nó ra rễ thì nó sẽ bám rễ tốt vào giá thể nha các anh chị. Đó. Đó. Có hai cái mầm tơ rất là xanh. Đó. Còn em thấy cái mầm tơ nó bị gãy này nè, nó vẫn còn cái mắt ngủ trên đây nha các anh chị. Đó. Đó. Nó vẫn còn cái mắt ngủ trên đây nè các anh chị. Đó, mắt ngủ này nó vẫn có thể ra hoa được nha các anh chị. Rồi chắc em xin phép dừng video clip tại đây thôi. Các anh chị nào thấy hay thì nhớ cho em một like và cho em một đăng ký. Còn em trồng có gì không đúng, có gì sơ sót thì mong các anh chị chia sẻ và chỉ lại giúp em cách nào tốt hơn nha các anh chị. Rồi em xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của em ạ. Xin cảm ơn ạ.